Thưa quý vị, sáng nay không khí lạnh mạnh đã tràn về và cùng lúc trên độ cao 5.000m, một vùng hội tụ gió di chuyển từ thượng Lào sang, kết hợp với địa hình cao ổn định Fansipan nên mưa tuyết đã xảy ra. Đây là lần đầu tiên mưa tuyết diễn ra trong mùa đông năm nay. Còn ở thủ đô Hà Nội thì người dân cũng cảm giác được cái giá buốt khi ra khỏi nhà vào sáng nay khi mà nhiệt độ giảm thấp và mưa diễn ra nhiều nơi, trời chuyển rét đậm và có nơi rét hại. Dự báo trong đêm nay ngày mai, khối không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống phía Nam và bao phủ toàn bộ khu vực Bắc Bộ. Hội tụ gió trên mực 5.000m cũng duy trì nhưng suy yếu dần. Các tỉnh vùng núi Bắc Bộ còn có mưa rào rải rác về đêm, nhưng ngày mai thì mưa giảm nhanh, thời tiết trở lại trạng thái khô ráo hơn nhưng trời còn nhiều mây. Nền nhiệt độ trên khu vực Bắc Bộ tiếp tục giảm, trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại, với nhiệt độ thấp nhất giảm xuống từ 10 cho tới 13 độ, vùng núi từ 6 cho tới 9 độ và có nơi còn thấp dưới 3 độ. Nhiệt độ trên chiều mai cũng chỉ ở khoảng từ 13 cho tới 16 độ, vùng núi cao cần đề phòng có băng giá và mưa tuyết. Đới gió đông bắc hoạt động mạnh, kết hợp với điều kiện địa hình nên trong 2 ngày tới, mưa rào và dông tăng trở lại tại miền Trung, tập trung tại các tỉnh từ Nghệ An cho tới Bình Định, Phú Yên và trong đó các tỉnh từ Hà Tĩnh cho tới Quảng Ngãi còn có mưa vừa đến mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Sau có mưa và tác động của không khí lạnh nên rét đậm sẽ xuất hiện ở các tỉnh thành phía Bắc của khu vực Trung Bộ. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển, trong những ngày tới do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh nên toàn biển Đông có gió đông bắc mạnh. Đặc biệt tại Bắc Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa đạt mức là cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 3 cho tới 5 mét, biển động mạnh. Ngoài ra, ở vùng biển phía Nam, khu vực giữa Biển Đông và khu vực Nam Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.